xã Phước An, huyện Nhân Trạch có những vùng nuôi tôm rộng bạt ngàn. Từ lâu, nghề nuôi tôm đã trở thành thương hiệu của vùng đất này. Anh Nguyễn Huy Bình hiện đang sở hữu 13 hecta diện tích mặt nước, trong đó khoảng 3 hecta ao nuôi tôm thẻ chân trắng, còn lại là ao lắng lọc nước. Nhờ có điều kiện nguồn nước, khí hậu lý tưởng, anh Bình khẳng định nuôi tôm ở Nhân Trạch là đỉnh cao về năng suất, chất lượng so với các vùng nuôi tôm khác. Năng suất cao hơn trước rất nhiều. Hồi xưa là mình nuôi ao đất thì một ao khoảng 2 công thì vẫn 4 tấn là nhiều. Nhưng mà hiện tại giờ mình nuôi ao 1 công, 1 công 1. Hiện tại thì trung bình thì cũng 4 tấn 1 công. Nhưng mà cao điểm có thể 8 tấn, 9 tấn 1 công. Yeah. Với năng suất này, một năm 4 đến 6 vụ nuôi, trại tôm mang về cho chủ nhân 5 đến 8 tỷ đồng lợi nhuận. Ngoài điều kiện tự nhiên thuận lợi và hàng chục năm kinh nghiệm, thì anh Bình cũng như nhiều nông dân ở Nhân Trạch đã nhanh nhạy trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm. Đây là những bình khí clo dùng để xử lý nguồn nước, một phương pháp mới được nông dân trong vùng áp dụng khoảng hơn một năm nay. Trước đây để làm sạch nước, nông dân dùng clo bột hòa tan, nhưng nay là clo khí sục trực tiếp vào nước cho hiệu quả rõ rệt. Chi phí khử trùng ao nuôi giảm khoảng 3 lần, thời gian chờ cũng nhanh hơn do khí clo bay hơi nhanh hơn. Rồi tổng vốn đầu tư cho 4 cái máy bơm clo khí của mình là khoảng 320 triệu. Clo khí thì nó đảm bảo cái hàm lượng clo đúng theo cái công bố bao bì. Còn clo bột thì hiện tại là tối đa 70%, nhưng mà nhập hàng thì nó không có chất lượng, nó không ổn định. Và lại thì clo bột thì tính sát khuẩn nó không cao. Toàn huyện Nhân Trạch hiện có gần 1.700 hecta nuôi trồng thủy sản nước lợ, chủ yếu là tôm và tập trung ở hai xã Phước An và Vĩnh Thành. Trong đó có hàng trăm hecta ao tôm được nông dân nuôi theo hình thức thâm canh, ứng dụng nhiều giải pháp kỹ thuật cho năng suất, chất lượng cao. Phòng kinh tế cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban huyện, và cụ thể là sẽ rà soát lại các dụng cụ trồng thủy sản. Trong đó sẽ định hướng là ở mỗi vùng nuôi trồng thủy sản sẽ là định hướng để phát triển hạ tầng, kết cấu hạ tầng về đường, về điện, về thủy lợi để mà tạo điều kiện cho các hộ nhân có cơ sở để mà phát triển thủy sản bền vững trong thời gian tới. Huyện Nhân Trạch cũng sẽ sớm có chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình VietGAP để tăng năng suất, nâng chất lượng sản phẩm tôm thương hiệu của Nhân Trạch.